Thời tiết diễn biến có nhiều bất lợi, thế nên là vụ lúa năm nay thì giảm cả về năng suất cả về sản lượng. Và đây cũng là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết vụ đông xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc. Theo các cơ quan chức năng có nhận định thì 40 năm trở lại đây mới xảy ra hiện tượng thời tiết dị thường như vậy. Theo dự báo thì các tháng 7, 8, 9 ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều, trong đó lượng mưa tập trung nhất vào tháng 8, đúng vào giai đoạn lúa mới cấy. Ngoài ra, do lúa vụ đông xuân thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm, từ 7 cho đến 15 ngày gây nhiều khó khăn cho công tác làm đất, gieo cấy lúa hè thu và lúa mùa. Vậy thì bà con và các địa phương cần tập trung vào các giải pháp nào để đảm bảo được vụ hè thu và vụ mùa đạt được kết quả tốt nhất? Chúng tôi đã có phỏng vấn nhanh về vấn đề này. Một trong những địa phương mà đã triển khai chương trình OCOP sớm nhất cũng như là có nhiều sản phẩm OCOP nhất thì phải kể đến đó là tỉnh Bắc Cạn. Chương trình OCOP cũng được đánh giá là một trong những chương trình hiệu quả nhất trong các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay thì Bắc Cạn đã có 155 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Và chia sẻ thêm đó là cả nước hiện nay thì mới chỉ có 20 sản phẩm đạt OCOP 5 sao như vậy. Và sau 4 năm thực hiện thì chương trình OCOP đã thay đổi được nhận thức quan trọng về sản xuất hàng hóa, bước đầu gây dựng được niềm tin cho người tiêu dùng. Đó là một phần nhờ vào việc địa phương đã liên tục đa dạng các hình thức xúc tiến tiêu thụ cho các sản phẩm. Cùng với tour du lịch trải nghiệm vùng bí xanh thơm thì chuỗi sự kiện được tổ chức tại huyện Ba Bể từ ngày mùng 1 cho tới ngày mùng 3 tháng 6 tới đây, như là ngày hội nông sản, hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP cũng là cách mà Bắc Cạn thúc đẩy tiêu thụ cho các nông sản địa phương. Đến nay thì 100% sản phẩm OCOP của Bắc Cạn đã được công nhận là có bao bì hoàn chỉnh, phù hợp, tiện dụng, đáp ứng được các quy định của nhà nước về nhãn hàng hóa lưu thông ngoài thị trường. Nhưng không chỉ có những giá trị có thể nhìn thấy, cầm nắm được, mà nhờ tâm huyết của những chủ thể, sản phẩm OCOP còn được kể bằng những câu chuyện giúp gia tăng giá trị vô hình cho các sản phẩm. Đây cũng là cách gây ấn tượng, giúp chinh phục khách hàng một cách dễ dàng hơn. Và đúng vậy, thế nhưng mà có rất nhiều chủ thể OCOP đã chia sẻ với tôi rằng là cái ngôi sao vô giá chính là ngôi sao trong lòng người tiêu dùng, được người tiêu dùng ưa thích, đón nhận và công nhận được những giá trị sản phẩm mà mình làm ra. Và đây, để làm được điều đó thì còn rất là nhiều khó khăn cần được tháo gỡ cũng như là cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 vừa mới diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ, để sản phẩm OCOP phát triển một cách bền vững, chúng ta cần tập trung giải quyết 5 vấn đề căn bản. Đó là xây dựng được thương hiệu, quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp bảo quản sau thu hoạch, hỗ trợ về vốn, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, hợp tác công tư, phát triển và mở rộng thị trường, đẩy mạnh tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Và để làm được điều đó thì còn cần sự nỗ lực từ rất nhiều phía.